Sáng ngày 22 tháng 2, Hải Phòng thông tin về ca mắc Covid-19 tại Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Theo đó, bệnh nhân là chị B, sinh năm 1995, địa chỉ thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, là điều dưỡng của bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng, làm việc tại bộ phận tiếp đón bệnh nhân. Sở Y tế Hải Phòng cho biết trong 14 ngày trở lại đây, chị B không đi ra khỏi Hải Phòng, không có triệu chứng bệnh lý hô hấp. Hiện ngành y tế chưa xác định được bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh nào trước đó cũng như chưa xác định nguồn lây. Sở cũng cung cấp lịch trình đi lại của chị B trong 14 ngày gần đây, đề nghị những người có tiếp xúc cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn xử lý phù hợp kịp thời. Hiện ngành y tế và huyện Thủy Nguyên đã tiến hành phong tỏa thôn lôi động, phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ hộ gia đình của bệnh nhân. Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng cũng được phong tỏa, ngừng tiếp đón bệnh nhân, phun khử khuẩn, lập danh sách nhân viên y tế, bệnh nhân tiếp xúc gần với chị B để đưa đi cách ly tập trung. Lập danh sách bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã đến khám và điều trị tại bệnh viện từ ngày 6 tháng 2 trở lại đây để gửi cho các địa phương thực hiện ra soát F1, F2.